Xin chào quý vị, xin chào toàn thể chư Phật tử và trong YouTube. Đây là cảnh quan một góc của chùa Ân tại khóm 4 phường 8 thành phố Trà Vinh. Xin chào quý vị và toàn thể chư Phật tử trong và ngoài nước. Thưa quý vị, đây là cái máy lọc nước của gia đình sư Pháp Tuệ, gọi là Tam Tăng, cúng dường chư tăng tại chùa Ân để chư tăng sử dụng tại chùa Ân. Đây là gia đình sư Pháp Tuệ đã phát tâm cúng dường. Đây là vàng lọc nước, vàng lọc nước nước để cho chư tăng sử dụng tại chùa Ân. Đây là một số những cái vàng máy lọc nước cho chư tăng sử dụng. Đây là dàn máy lọc nước thưa quý vị, giá máy lọc nước này khoảng 150 triệu, do cái sư Pháp Tuệ gọi là Tam Tăng làm cúng dường chùa Ân. Đây là dàn máy lọc nước do cái sư Pháp Tuệ Tam Tăng làm cúng dường chùa Ân. Đây cũng là cảnh quan và ao xung quanh bao chùa Ân. Đây là thợ đang lấy nước xuống dùng chùa Ân. Đây là quý thợ đang chuẩn bị khoan để lấy nước lọc cúng dường chùa Ân tại chùa Ân, sư tăng tại chùa Ân. Chung đường mà nói bây giờ chúng chúng trước rồi, chúng chung. Đây là một góc cảnh của chùa Ân. Xin chào quý vị, đây là công trình thợ đang thi công, đang xây cái chân để cái bồn 2.000 lít. Đây là công trình của ông Tam Tăng Apple Sang Thiện Nguyện Hội BS để xây dựng cúng dường chư tăng tại chùa Ân. Đây là công trình, xây dựng nước thợ đang làm. Hiện giờ đang thợ đang làm xây cái công trình chương trình lọc nước cúng dường chư tăng thành chùa Ân. Đây là cái dàn máy lọc nước toàn bộ của
Cái nhà máy này là do khi ông Tâm Sang ở địa chỉ 261 đường Kênh Lửa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh dần lọc nước để cúng dường Chư Tăng tại Chùa Ân. Chùa Ân là khóm 4, phường 8, thành phố Trà Vinh. Chùa Ân là một cái nơi Chư Tăng tập trung để tu học, tạo tăng tài, tăng trẻ. Kính chào quý vị, đây là hạng mục đèn năng lượng của anh Apple Sang, thường gọi là Tam Sang, pháp danh là Pháp Tuệ, gắn xung quanh chùa Ân để cúng dường ánh sáng đến Chư Tăng tại chùa Ân. Đây là cái đèn năng lượng của Apple Sang để cúng dường Chư Tăng, và ở đây cũng là đèn năng lượng của Apple Sang gắn cả xung quanh chùa, xung quanh ngôi chánh điện. Như các vị đã thấy, đây là cái đèn năng lượng trong thời gian Apple Sang tu gieo duyên trong 2 tuần. Anh Apple Sang cũng làm rất nhiều cái hạng mục như là khoan giếng, 2 cái giếng để Chư Tăng sử dụng tưới cây. Hạng mục thứ hai là cũng khoan giếng để mua cái hàng mục, tức là làm lọc nước cho Chư Tăng sử dụng, uống cũng được, sử dụng trong chùa cũng được. Đây là của anh Apple Sang sau thời gian tu gieo duyên tại chùa Ân 2 tuần. Đây là đèn năng lượng của anh Apple Sang làm cúng dường chùa Ân. Đây là xung quanh như các vị đã thấy rồi đó. Đây cũng là cái đèn năng lượng của Apple Sang gắn xung quanh cái ngôi chánh điện chùa Ân, thuộc khóm 4, phường 5, phường 8, thành phố Trà Vinh. Đây là một cái góc của chùa Ân. Buổi chiều Chư Tăng thường hay cùng nhau để dọn dẹp, để tạo cái cảnh quan chùa cho nó được tốt đẹp. Chùa mới được tôn thờ, được xây dựng cái ngôi bảo tháp. Cái tháp ở đây là trong cái chùa Ân, xin thưa quý vị. Còn cái tháp ở đây là tháp của để cốt tro của chư Phật tử tại Bổn Tự. Sau khi người ta mất, người ta hỏa táng rồi xong, người ta để vô trong cái tháp này. Một số thì để trong cái thờ ở nhà khoảng 2-3 năm, 3-4 năm tùy theo. Khi người ta không còn thờ ở nhà nữa, người ta sẽ đem vô thờ tại cái tháp này, để tại cái tro cốt, như là cái của thân nhân của người ta. Như các vị ở đây, tháp chùa là xung quanh, xây xung quanh ngôi chánh điện tại chùa Ân. Còn tháp phía trước là tháp, cái 5 cái ngọn tháp này là để chôn cất, cũng như là để tôn thờ tro cốt của Đức Hòa Thượng trụ trì. Sau khi ngài đã mất thì tôn thờ tại đây. Buổi chiều thường hay là buổi sáng cũng như là buổi chiều, Chư Tăng sẽ công phu quét dọn xung quanh ngôi chùa và ngôi xung quanh ngôi chánh điện. Đây là cái máy bơm nước, cái giếng bơm nước mà anh Apple Sang, thường gọi là Tam Sang, khoan xung quanh để lấy nước tưới kiển xung quanh chùa. Đây là giếng đầu tiên mà anh Apple Sang đã phát tâm trong sạch cúng dường Chư Tăng tại chùa Ân. Và đây cũng là cái bồn chứa nước 2000 lít.
anh này Phổ Sang đã mua để chuẩn bị làm cái lọc nước cúng dường chư tăng tại chùa ăn. Mua tất cả là ba cái bồn, bên kia cái bồn, còn một cái bồn này chứa ở đường thợ đang làm. Bồn này chứa là 2.000 lít. Làm đi, đây là thợ đang làm cái chân để đựng cái nước máy lấp lọc, đựng cái bồn ở trên. Cái này mình cao bao nhiêu mét ta? Hết luôn 7 mét rưỡi. Không có cả 7 thước rưỡi hả? À, 7 mét rưỡi. Cao để mình lấy nước rồi bơm nước lên, rồi để nước vô cái hàng lọc để lọc cho chư tăng cũng như là chư Phật tử vào chùa xài sử dụng. Đây là dàn không dàn máy để lọc nước. Dàn máy lọc nước như là bồn hay dàn turbo. Dàn máy này do gia đình anh Apple Sang trong thời gian tu gieo duyên trong 2 tuần để làm giếng nước, chứ là lấy nước làm lọc nước cho chư tăng cũng như là chư Phật tử sử dụng trong chùa. Đây là dàn cái dàn lọc nước này. Thưa bên đây cũng nói chung là cũng khá là bề thế. Như chúng ta đã thấy tên của Tam Sang. Gia đình Tam Sang là cúng dường dàn máy lọc nước này. Cúng dường giếng nước này. Cúng dường cái đèn năng lượng xung quanh chùa. Đây là bồn nước chứa 3.000 lít để chuẩn bị đưa lên cao khoảng gần 8 mét để lọc nước cho chư tăng cũng như là cho chư Phật tử sử dụng, do anh gia đình anh Ép Phổ Sang phát tâm trong sạch cúng dường chư tăng tại chùa ăn. Sáng nay ngày thứ hai Tam Tây tháng 3 2021 sẽ chuẩn bị đưa lên cây bồn do anh gia đình ông Tam đưa lên cây bồn cao là 7 mét. 7 mét 5 tấc, 7 mét 5 tấc đưa lên để chuẩn bị chương trình lọc nước. Thank you.
Không nổi. Lên đẩy phụ như nào, bây giờ mày đẩy lên đây nha. 1 2 3 đưa lên. 1 2 3 đưa lên. Đẩy luôn, đẩy luôn. Mạnh lên. 1 2 3 đưa lên, chiều cao 7 m, 5 tấc. Đi ra ngoài nè, qua tao nè. Nặng á. Đỡ lên, đừng cho nó cắm mấy gốc nha, đừng cho nó cắm mấy gốc nha, đỡ lên. Nắng rồi nó khô liền, khô liền, nó không xét khỏi. Trời ơi, dưới đây hả? Dạ. Ở phía dưới dạ? Dạ, dưới này cũng như lâu lâu cái mình mua nước sơn dùm xịt, cũng như bảo trì 1 năm 2 năm mình thêm vô á. Ừ. Ờ, làm tay cà rào. Cục tay xâm rộn. Chú tăng năng lao động tại chùa Ân.